Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 7 sách lưu hàng trí. Cảm ơn tất cả các em đã xem video thầy. Nhớ bấm đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để cập nhật video mới nhất của thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào Unit 6 ở 4 La Mã trang 59. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp để hoàn chỉnh bài hội thoại sau. Nam nói: What do you often do on the weekend, ba? Bạn thường làm gì vào cuối tuần hả ba? Ba trả lời: I often go to the movie with my friend. Tôi thường đi xem phim với những người bạn của tôi. Ba nói, Nam nói: How often do you do that? Bạn làm điều đó bao lâu một lần? Bao lâu một lần? Often nhé. How often nhé. Hiện tại đơn hết. Ba trả lời: About once a week. I also go swimming on Sunday morning. Khoảng một lần một tuần, tôi cũng đi bơi vào sáng Chủ nhật. Nam nói: Do you like music? Do you often listen to music? Bạn thích nhạc phải không? Bạn thường lắng nghe nhạc phải không? Ba nói: Yes, I often do that in the evening. Vâng, tôi thường làm điều đó trong buổi tối. Trong buổi tối là in the evening. Còn tại đêm là at night nhé. Nam nói: How about weekends, weekdays? Những ngày trong tuần thì sao? Ba nói: I am always busy in the week. Tôi luôn luôn bận biểu trong tuần. Nam nói: Why? Tại sao? Ba trả lời: I do my homework and help my parents with the housework. I sometimes watch TV when I have free time. Nam, let's go to the cafeteria and have a cold drink. Tôi làm bài tập về nhà của tôi và giúp mẹ cha của tôi với công việc nhà. Tôi thỉnh thoảng xem TV khi tôi có thời gian rảnh. Nam à, chúng ta hãy đi tới tiệm bán đồ ăn và có một cái thức uống lạnh nhé. Nam đáp: That's a good idea. Đó là một ý hay. Chúng ta sang Nam La Mã trang 59. Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp để hoàn thành chỉnh đoạn văn sau. A magazine survey of the 13 years old shows what American teenagers like to do in their free time. Một cuộc khảo sát của tạp chí tuổi 13 để cho thấy thanh thiếu niên Mỹ là thích gì, thích làm gì trong thời gian rảnh của họ. There are some most popular activities. Ở đây là một vài cái hoạt động phổ biến nhất. Eating at fast food restaurant is one of their favorite. Việc ăn tại những nhà hàng thức ăn nhanh là một trong những hoạt động ưa thích của họ. Some young people attend your youth organization such as volunteers and guides. Một vài người trẻ thì tham gia những tổ chức thanh niên như là những người tình nguyện và những người hướng dẫn. Many of them learn to play a musical instrument. Nhiều người trong số họ học cách chơi, học để chơi một cái nhạc cụ. Dụng cụ âm nhạc gọi là nhạc cụ. Most of young enjoy go shopping. Một phần lớn là những người trẻ thì thích đi mua sắm. Watching TV, television is also their enjoyment. Việc xem TV là cũng là cái sự thích thú của họ. Some like to go to the movies while others listen to music. Một vài người thì thích đi tới rạp chiếu phim rồi đi xem phim trong khi những người khác thì lắng nghe nhạc. Several of them collecting such as stamp or coin. Một vài trong số họ thì thu gom những thứ như là stamp hoặc là
những đồng tiền xu. A few correct model of things such as car or planes. Một vài người thì sưu tầm những mẫu cái vật như là những xe ô tô hoặc là những máy bay đồ chơi. There are many volunteers who help old people with their shopping or cleaning. Có nhiều người tình nguyện mà giúp những người già với sự mua sắm của họ hoặc là sự dọn dẹp của họ. Now teenagers are doing more useful service. Bây giờ những thanh thiếu niên thì đang làm dịch vụ hữu ích hơn. Chúng ta sang sáu nhỏ, sáu là mẹ ở trang 59. Dùng nhận đúng của động từ trong ngoặc đơn. Câu 1, what are you doing? Bạn đang làm gì? I am looking for my pen. Tôi đang tìm kiếm cái bút mực của tôi. Đây hiện tại thực diễn nha, thì chúng ta trả lời hiện tại thực diễn. Look for là tìm kiếm, đang tìm kiếm là looking for. Câu 2, what about going to the movie? Việc đi xem phim thì sao? Thì có what about thì chúng ta dùng động từ thêm in nhé, hoặc là how about động từ thêm in rồi làm gì đó. Câu 3, thanks for helping me with my homework. Cảm ơn cho việc giúp tôi với công việc với bài tập về nhà của tôi. So far là động từ thêm in nhé. Câu 4, you shouldn't make noise. My father is sleeping in the next room. Bạn không nên làm ồn. Cha của tôi đang ngủ ở phòng cạnh bên. Đó, thì đang ngủ nhưng mà dùng hiện tại thấp diễn nhé. Câu 5, Lan and her friends are rehearsing a play at the moment. Bây giờ Lan và những người bạn của cô ấy đang tập dượt một vở kịch. Có at the moment là bây giờ, ở đây chúng ta dùng hiện tại thấp diễn nhé. Câu 6, would you like to go shopping with us? Bạn thích đi mua sắm với chúng tôi không? Sau would like thì chúng ta thêm to ở động từ sau. Còn like không, không có would thì có thể là nếu mà theo bản chất thích lâu dài thì thêm in sau động từ tiếp theo. Còn nếu là thích bất ngờ, đột xuất thì chúng ta dùng to động từ nguyên mẫu. Câu 7, where is your father? He is working in the garden. Cha của bạn là ở đâu? Ông ấy đang làm việc trong vườn. Đang làm việc trong vườn, hiện tại tiếp diễn. Câu 8, Nam is not very sporty. He never takes part in after school activity with his classmates. Nam thì không có thể thao lắm. Cậu ấy chưa bao giờ tham gia những hoạt động sau khi học về với các bạn học cùng lớp của cậu ấy. Câu 9, tomorrow is Sunday, what will you do? Ngày mai là chủ nhật, bạn sẽ làm gì? Tương lai đó, tương lai đường. Trả lời, I will stay at home to do my homework. Tôi sẽ ở tại nhà để làm bài tập về nhà của tôi. Câu 10, Minh and his friends go swimming every weekend. Minh và những người bạn của cậu ấy đi bơi mỗi cuối tuần. Mỗi tuần là thói quen. Chúng ta dùng là hiện tại đơn nhé. Chúng ta sang 7 là mẹ ở trang 60. Dùng ý trong khung để đưa ra lời khuyên cho các tình huống sau. Ví dụ, I have so many assignments, I'm tired, relax. Tôi không có nhiều bài tập, tôi mệt thì mệt. Người ta đề nghị là hãy thư giãn, relax. You should relax, bạn nên thư giãn. Câu 1, Lan is not very sporty. Lan thì không thể thao lắm. She should join the school sports club. Cô ấy nên tham gia tham gia vào câu lạc bộ thể thao trường. Câu 2, my is always late for school. Mai luôn luôn trễ học. Câu khuyên là she shouldn't stay up late. Cô ấy không nên thức khuya. Thức khuya thì dễ ngủ dậy trễ.
Câu 3, I walk to school, so I often come to school late. Tôi đi bộ tới trường, vì vậy tôi thường đến trường muộn. Câu khuyên là you should go to school by bus. Bạn nên đi học bằng xe buýt nhanh hơn. Câu 4, Nam has a headache today. Nam có một cái chứng đau đầu hôm nay. He shouldn't work too much. Cậu ấy không nên làm việc quá nhiều. Câu 5, Hoa is sad and lonely in her class. Hoa thì buồn và cô đơn trong lớp của cô ấy. Khuyên là she should talk to the classmates. Cô ấy nên nói chuyện tới những bạn cùng lớp. Câu 6, I cannot do the math homework. Tôi không thể làm bài tập về nhà về môn toán. Câu khuyên là you should ask someone for help. Bạn nên hỏi ai đó để giúp. Câu 7, I want to help the elderly people. Tôi muốn giúp những người già, những người lớn tuổi. Câu khuyên là you should do the community service. Bạn nên làm sự phục vụ cộng đồng. Câu 8, I want to be good at painting. Tôi muốn giỏi việc hội họa hay là sơn. Câu khuyên là you should practice it every day. Bạn nên thực hành nó hàng ngày. Chúng ta sang 8 la mã ở trang 60. Sắp xếp những từ sau để viết thành câu hoàn chỉnh. Câu 1, What about eating in a fast food restaurant? Việc ăn trong một nhà hàng thức ăn nhanh thì sao? Đó là câu đề nghị. Sau what about là thêm in này, eating này. Câu 2, Would you like something to drink? Would you like something to drink? Bạn thích thứ gì đó để uống không? Would you like something to drink? Để uống không? Để uống không? To chúng ta dịch là để uống. To drink là để uống. Câu 3, Let's go to visit our teacher. Chúng ta hãy đi tới, hãy đi để thăm giáo viên của chúng ta nhé. So let's để làm từ nguyên mẫu. Câu 4, You shouldn't stay up late. Bạn không nên thức khuya. Câu 5, Why don't we go to the movie? Tại sao chúng ta không đi xem phim? Chúng ta có why câu đề nghị ha. Câu mời câu đề nghị thì đây dùng why don't. Why don't. Đây why don't we chúng ta nhớ và động từ nguyên mẫu. Câu 6, Nam's hobby is making model of planes. Sở thích của Nam là việc làm những mẫu máy bay. Câu 7, Now you should learn to relax. Bây giờ bạn nên học thư giãn nhé. Câu 8, My classmates often play badminton after school. Những bạn học cùng lớp của tôi thường chơi cầu lông sau khi đi học về. Câu 9, They are rehearsing a play with their school theater group. Họ đang tập dượt một vở kịch với cái nhóm văn nghệ trường của họ. Câu 10, Nam often watch TV or video and read comics at home. Nam thường xem TV hoặc là video và đọc những truyện cười tại nhà. Chúng ta sang chín la mã ở trang 61, dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. Câu 1, Would you like to come to my house this weekend? Bạn muốn đến nhà tôi vào cuối tuần này không? Là sau would like thì phải kết động từ có to ha. Rồi tới đến nhà ai thì có to. Câu 2, Why don't you help your friends? Tại sao bạn không giúp những người bạn của bạn? Câu 3, You should do your homework every day. Bạn nên làm bài tập ở nhà của bạn hàng ngày. Câu 7, câu 4. Let's go to the cafeteria to get a cold drink. Chúng ta hãy đi tới cái quán nước để được thức uống nước, thức uống lạnh nhé. Câu 5,
You shouldn't go out at night. Bạn không nên đi ra ngoài vào đêm. Câu 6. What about going swimming in tomorrow afternoon? Việc đi bơi trong buổi chiều ngày mai thì sao? Chúng ta sang test unit 6 ở trang 61. Một là mẹ, chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với các từ khác trong nhóm. Một là A là youth. B scout là Grail Duck. Và bao. Ở đây khác. Câu 2. A. Rehearse. Here. Ear. Tai. Fear. Nỗi sợ. Thế này khác. Câu 3. E. Concert. O. Collect. E. Box. Comet. Này khác. Câu 4. Survey. Cuộc khảo sát. Sờ. Nhẹ. Sờ bình thường. Some. Sờ bình thường. Sorry. Thường. Sure. Sờ mạnh. Sure. Khác. Câu 5. A team E. Please E. Meet E. Bread E. Này khác. Chúng ta sang hai là mẻ. Ở trang 61, chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Hùng and Tuấn play football for the school team. Hùng và Tuấn chơi bóng đá cho đội trường. Câu 2. She is a member of the school theater group. Cô ấy là một thành viên của nhóm văn nghệ trường. Câu 3. Her group is rehearsing a play for school anniversary celebrations. Nhóm của cô ấy đang tập dục một vở kịch cho những sự chào mừng kỷ niệm trường. Câu 4. Thanks for inviting me to your birthday party. Cảm ơn cho việc thăm tôi tới việc mời tôi tới bữa tiệc sinh nhật của bạn. So far là động từ thêm in nhé. Câu 5. Would you like to see the film? Bạn thích xem phim không? Would you like? Sau chút lại sẽ được các động từ thêm to. Câu 6. There is a couch in front of the TV. Có một cái trường vĩ là cái văn văn trước cái tivi. Trước tivi phải in front of cái cụm từ đó. Nhớ. Chúng ta sang câu 7 ở trang 62. How often does your pen pal write to you? Bạn qua thư của bạn viết tới bạn bao lâu một lần? Bao lâu một lần? How often? Mà câu 8. My brother is going to start his study in the USA next month. Anh trai của Mai dự định bắt đầu công việc học của cậu ấy trong ở nước Mỹ vào tháng tới. Đây là tương lai gần, chúng ta dùng là I going to. Brother là đi với I. To sau động từ nghiêu mẫu. Câu 9. What about having something to drink? Việc có thứ gì đó để uống thì sao? Thì sao about, what about thì có động từ thêm in.
Câu 10. Thank you for inviting me to your party. Cảm ơn bạn cho việc mời tôi tới bữa tiệc của bạn. So for là có động từ thêm in nhé. Câu 11. He enjoy playing table tennis on Saturdays. Cậu ấy thích chơi bóng bàn vào những ngày chủ nhật và thứ bảy chứ. Sau enjoy là động từ thêm in nhé. Nhớ sau enjoy. Câu 12. Hùng watches television most of the time. Hùng xem TV phần lớn thời gian. Phần lớn thời gian là most of the time. Chúng ta sang câu 13. American teenagers enjoy eating in fast food restaurants. Các thanh thiếu niên Mỹ thì thích ăn trong những nhà hàng thức ăn nhanh. So enjoy là động từ thêm in nhé. Câu 14. People are living longer so they are more elderly people. Những người mà đang sống lâu hơn, vì vậy có những người lớn tuổi hơn, hay là có những người già hơn. Câu 15. Why don't we go to the movie theater? Tại sao chúng ta không đi xem phim? Why don't? Chúng ta nhớ mẫu why don't. Why don't we go? Câu 16. American hospital volunteers are called candy stripers because they try pink and white uniform. Nhớ người tình nguyện bệnh viện Mỹ thì được gọi là những người có sọc kẹo, như cái viên kẹo và cái sọc vậy. Bởi vì họ thì quê, bởi vì họ mặc cái đồ có sọc hồng và trang phục đồng phục trắng sọc hồng. Câu 17. Nowadays, more people are concerned about the environment. Ngày nay, có nhiều người hơn đang quan tâm về môi trường. Concern, quan tâm về cái gì, nhớ giới từ about nhé. Câu 18. Some volunteers work in the neighborhood to clean up campaigns. Vài người tình nguyện làm việc ở trong vùng lân cận. Trong chiến dịch làm sạch ở vùng lân cận, xung quanh, neighborhood, trong chiến dịch, trong những chiến dịch. Câu 19. Many young people enjoy doing community service. Nhiều người trẻ thích làm công dịch vụ cộng đồng. Sao enjoy đồng thời thêm in nhé. Câu 20. Would you like to see a movie with me? Yes, I'd love to. Bạn thích xem phim với tôi không? Vâng, tôi thích. Nhớ I love to nha. Nhớ I love to. Nhớ là nhớ. Chúng ta sang ba la mã ở trang 62. Điền vào chỗ trống giới thiệu thích hợp. Câu 1. Would you like to come to my house for dinner? Bạn có thích đến nhà tôi để ăn tối không? For lúc này dịch là để ăn tối. Để ăn tối. Giới thiệu for nha. Câu 2. I play basketball for the team, school team. Tôi chơi bóng rổ cho đội trường. Chơi bóng rổ cho đội nào thì for. Giới từ for các bạn, các em mới nhớ nha. Câu 3. We always go to the canteen at the lunch time. Chúng tôi luôn luôn đi tới canteen quán ăn tại giờ, tại thời gian bữa trưa. Câu 4. Nam enjoy playing computer game with his friends. Nam thích chơi những trò chơi vi tính với những người bạn của cậu ấy. Sau enjoy là bạn tự thêm in. Chơi với ai? Câu 5. Many teenagers like to help elderly people with their housework. Nhiều thanh thiếu niên thích giúp những người già với công việc nhà của họ. Câu 6. Says an interesting movie on at Đồng Đô Theater tonight.
có một bộ phim thú vị chiếu trên rạp Đông Đô vào tối nay. Câu 7, let's play a game of the sun. Chúng ta hãy chơi một trò chơi ở về mặt trời. Câu 8, they are talking about the school anniversary celebration. Họ đang nói chuyện về sự ăn mừng lễ kỷ niệm trường. Sự chào mừng, sự ăn mừng. Nói chuyện về gì about. Câu 9, students enjoy different activities in school hours. Các học sinh thích những hoạt động khác nhau trong những giờ đi học. School. Câu 10, would you like to go to the circus after school? Bạn thích đi xem xiếc sau khi học bài không? Sao would like là động thêm tư. Đi tới rạp xiếc là đi xem xiếc. Go to the circus. Chúng ta sang câu 11 ở trang 63. My is often late for class. My thường trễ học, trễ cho tiết học, cho học. For. Câu 12. This bag is too heavy. You should ask someone for help. Cái túi này thì quá nặng, bạn nên mời ai đó để giúp. Mời đó để giúp. Câu chúng ta sang 6 là 5. 4 là mẹ ở trang 63 dùng dạng đúng của từ trong ngoặc đơn. Câu 1, can you play any musical instruments? Bạn có thể chơi bất cứ hay là bạn có chơi một vài nhạc cụ phải không? Thì thuộc về nhạc thì musical tính từ nhé, còn đây music là âm nhạc danh từ. Chúng ta để trước danh từ là dụng cụ này. Câu 2, many boys and girls join the acting club. Nhiều cậu bé cậu chàng trai và cô gái là tham gia câu lạc bộ đóng phim acting. Câu 3, Nam becomes more active. He is a member of user organization. Nam trở nên năng động hơn. Cậu ấy là một thành viên của tổ chức thanh niên. Thì sau cái duty của một tổ chức, sau you chúng ta dùng một danh từ nhé, danh từ thì organize, organize là tổ chức, thì danh từ là cái tổ chức của danh từ là organization, này động từ organize. Câu 4, our teacher gives us a lot of assignment to do at home this week. Giáo viên của chúng tôi đã đưa cho chúng tôi nhiều bài tập để làm tại nhà vào tuần này. Nhiều bài tập assignment. Đây làm bài tập assignment. Câu 5, keep the healthy by doing exercise regularly. Hãy giữ khỏe mạnh, hãy duy trì khỏe mạnh bởi việc tập thể dục một cách đều đặn. Hãy giữ cái này là tính từ, health là sức khỏe, danh từ. Hãy duy trì hay là giữ khỏe mạnh. Câu 6. Câu 6, Nam has a large collection of foreign stamps. Nam có một tuyển tập lớn về các cái tem nước ngoài. Sau last phải danh từ là last tính từ thì này là phải danh từ. Và nó đi trước of danh từ nó đi trước of. Thì chúng ta nghĩ ngay tới collection tuyển tập. Collect là sưu tập động từ. Câu 7, young people often help elderly people in my neighborhood. Những người trẻ thường giúp những người già trong cái vùng lân cận của họ của tôi. Vùng lân cận neighborhood. Câu 8, in most countries there are organizations for teenagers. Trong phần lớn các đất nước thì có những tổ chức cho những thanh thiếu niên và teenage. Thuộc của thiếu niên, còn đây là thanh thiếu niên. Thuộc danh từ, còn đây là tính từ.
Trong phần lớn các đất nước là có những tổ chức cho những thanh thiếu niên. Sau for thì thường thường là danh từ, chúng ta thấy teenage. Teenage là thuộc về thanh thiếu niên, tính từ thì chúng ta thiết kế một cái danh từ, tính từ là nghĩ ngay tới là teenagers, những thanh